Bạn ơi, tôi đảm bảo bạn là không mất mát cái gì đâu. Bạn, tôi thề với bạn là từ khi trưng dụng cái xe của bạn, tôi giữ hơn giữ mà tổ, không hề xước sát một chút nào, kể cả là lốp xe. Này, tôi giấu lọ nước hoa trong cốp ấy. Bây giờ đâu? Lọ nước hoa nào nhỉ? Tôi thề với bạn nhé. Tôi thề với bạn là từ khi trưng dụng xe của bạn, tôi chỉ dùng để đi lại thôi, chứ tôi không lục lọi, không biết, không có nước hoa, không có gì cả, cụ nhỉ? Dạ. Báo cáo bác là tôi cái chai nước hoa là do lỗi em sơ suất rồi. Em lại cứ tưởng là không phải của ai. Em phải mang về em tặng con mẹ đi nha em. Nhưng mà bác yên tâm, tí về em thu hồi em trả lại bác. Trên xe của tôi mà là không phải của ai. Này, cái gì đây? Hả? Đây là cái gì? Tại sao trên xe là có cái thứ chất tiệt này? Hả? Cái gì đấy? Tại sao trên xe là có cái phương tiện bóng tránh thai thế này? Cái gì ấy? Cái này ở đâu đây? Hả? Ở đâu ra? Cái gì đấy bạn? Ông cầm đấy. Cái này là cái gì này? À thôi chết rồi, cái này là cái bao cao su đời mới. Ôi dồi ôi, khổ quá. Có bạn để trên xe tôi biết đâu. Này, bà thừa biết là từ trước đến giờ tôi có bao giờ dùng cái sản phẩm này đâu. Này, tôi nói cho ông biết nhá, chỉ có ông với ông Tích ý là cưỡi cái xe này. Hai ông khôn hồn thì nhận mau cho tôi nhá. Tôi nói này, cái xe này ấy không phải cái nhà thổ để cho các ông bậy bạ, nghe chưa? Của ông đâu cầm đấy? Tôi nhìn tôi tưởng là cái dây dầu gội đầu cơ. Mà này, cái này chính là của cụ nhá. Đúng rồi, hôm qua con bắt quả tang cụ giấu cái này trên xe. Cụ nhận đi, cụ nhận giúp con một cái nhá. Thế nhưng mà này, không nhưng nhị gì cả, nhận ngay, không bà sự bà lên cơn điên bây giờ nhá. Của cụ thì cụ phải nhận nhanh lên. Thì của tôi thế có phải nhanh không? Thôi thì cũng báo cáo bác sự trị sự thế này. Giữa anh Tích đây và anh Sự thì có một cái sự hiểu lầm là không hề nhỏ. Thế thì trong cái quá trình bồi thường 88 con lợn chết đấy, thế thì anh Tích đây thì cứ nghĩ là anh Sự là gán cái xe này cho anh Tích. Câu chuyện nó như thế. Mà thôi, không có lằng nhằng, không có đôi co nữa. Bây giờ tóm lại đấy, ông phải làm cái giấy cam kết, ông ký vào và trả đủ cho tôi 300 triệu. Lúc đó thì tôi sẽ rút đơn. Cụ để con. Kính thưa bạn và vợ bạn, tôi phải nói thật với bạn là 300 triệu của bạn ấy thì tôi đã dùng 200 triệu đưa con vợ nhà tôi để nó xuống giống lợn. Thế còn 100 triệu thì trong đấy 80 triệu là tôi đem đi làm phúc hết. Thế nên bây giờ tôi chỉ còn có 20 triệu thôi. Thôi thì bạn nhận giúp tôi. Tôi bà cầm giúp tôi nhá. Khi nào mà thằng Tiếc ấy nó giả tôi đủ 340 triệu thì tôi sẽ giả đủ bạn 300 triệu được chưa? Tôi nói cho ông biết nhá, không phải cậu Tiếc nhà tôi nợ ông 340 triệu rồi đấy. Đáng lẽ cái ngày hôm đấy là ông phải gọi cán bộ thú y vào để xử lý công việc chứ. Bây giờ ông lại bảo là cậu Tiếc nhà tôi nợ à? Hôm đấy nhá, cậu Tiếc cậu tiêm nhầm thuốc mê chứ phải thuốc độc cho lợn nhà ông đâu. Đấy, ông có thấy chưa? Chưa chi ông đã vội vội vàng vàng đi bán tông bán táng đi. Nhớ tiêm nhầm thuốc độc thì có phải ông rũ tù không? Hả? Rũ tù? Cụ. Hả? Nhớ, cụ là chính quyền địa phương mà cụ làm ăn quan liêu như thế à? Tôi quan liêu cái gì? Tôi quan liêu cái gì? Cụ cầm ngay nhá, trật tự ngay nhá. Cụ biết thừa là thằng Tiếc nó tiêm thuốc độc vào cho lợn mà cụ vẫn xúi giục người ta đi bán cho dân người ta ăn. Người ta ăn mà người ta chết là cụ rũ tù đấy. Anh bảo ai rũ tù đấy? Có mà cụ ấy. Thế anh có để cho tôi làm việc với người ta không? Thì làm đi. Không đi về đấy. Động viên, tôi chỉ động viên anh chị bán thôi chứ tôi có xui anh chị bán đâu. Làm việc đi, nhanh lên. Vâng, thì cũng một lần nữa cũng xin báo cáo lại với anh chị Sự là thế này. Thôi thì giữa anh Sự với anh Tích đây thì dù sao cũng có cái mối quan hệ là rất gần gũi, là thông gia. Thế thì coi như là chị Sự đã nhận tiền hoàn bồi rồi. Đúng rồi. Thế thì bây giờ này, thì câu chuyện của chúng ta là đến đây thì theo em là nên kết thúc. Đúng rồi. Thì bác Sự rút cho anh Tích cái đơn. Anh nhỉ? Cái gì? Này, khi nào mà tôi chưa nhận đủ 300 triệu nhá, đừng có hỏng tôi rút đơn nhá. Các người rũ tù, tù nhá, đừng có đùa. Này anh Tích, anh có nhớ cái lúc mà thằng cha Sự ấy
nó cứ chỏ mặt tôi ấy. Nó bảo gì nhỉ? Lúc ấy tôi ủ tai chóng mặt, tôi chả nghe gì cả. Nó bảo là tu, chứ còn gì nữa. À, thế là nó nói đùa. Đùa cái gì? Nó bảo là đừng có đùa, chứ không phải là đùa. Này, ê, nó mà chơi thật thì tôi mất uy tín lắm đấy, không đùa đâu. Này, anh Tích. Anh Tích. Ơ này, cái biển ấy, nó có tội gì mà anh ném nó hỏng của người ta? Còn ném vào mặt cái chữ sự kia kìa. Chữ sự đó làm sao? Cái gì không vận sự miễn vào thì có cái gì đâu mà anh phải ném. Nhưng mà con cày nó nhá. Đấy, cái thằng sự đang yên đang lành thì nó lại đòi tống mình vào vòng lao lý, cày thế cơ chứ này. Cụ hả? Cụ về lấy cho con mượn cái sổ đỏ của cụ nhá. Thế sổ đỏ nhanh đâu mà anh cứ phải mượn sổ cho tôi? Khổ lắm, cụ biết đấy, con là doanh nghiệp, sổ đỏ lúc nào con chả để trong nhà băng. Chính vì thế con mượn cái sổ đỏ của cụ, con cắm vào trong ngân hàng này, con rút ra khoảng 300 triệu, con giả thằng kia cho nó rút cái đơn về. Con mà rũ tù là xấu mặt cụ lắm đấy. Ôi giời ạ, không biết làm sao mà tự dưng tôi cứ phải đi đổ vỏ cho nhà anh thì cứ thế cơ chứ lị. Chứ vỏ của cụ thì ai đổ hộ cụ? Vỏ gì mà anh mà ai đổ? Vỏ gì? Này, cụ nên nhớ bây giờ cụ là Daddy Đoành đấy. Này, người ta còn bằng chứng sờ sờ ra đây này. Đây, Daddy Đoành đang bón cho cái gì? Baby lụa. Đây, cụ nhìn đây, đây còn đây nữa này. Đây, cụ nhìn đi. Đây, thanh thiên bạch nhật nhá. Đứa nào bồng bế nhau đi đây. Hả? Cụ có thích con đưa bằng chứng này ra không? Hả? Thôi được rồi. Thế thì để tôi về tôi lừa cụ bà tôi lấy cái sổ đỏ cho nhanh. Thế nhưng mà anh xóa cái của nợ ấy đi, chứ không chị Tích chị biết ấy. Xấu mặt lắm. Cụ yên tâm đi. Con chỉ giữ cái này làm kỷ niệm thôi nhá. Mà này, điện thoại của con nó có đến 9 tỷ cái bảo mật, cụ không phải lo nhá. À đấy, tự nhiên lại nói ra cái số 9 tỷ. Bây giờ mà tôi có 9 tỷ thì tôi sẽ cho cái thằng sự nó rũ tù. Cày lắm rồi. Này anh Tích ơi, hay tôi có cái sáng kiến này. Tôi với anh ấy đầu tư cho hai con tí con, hai cái điện thoại iPhone 6S Plus với cả hai cái xe đạp điện ấy. Hay bây giờ mình thu hồi về là cũng gỡ gạc được mấy chục ấy. Này, nhìn cụ nó thông minh sáng láng như thế này mà tại sao cụ lại có cái sáng kiến nó lại mù mịt tăm tối đến như thế? Hả? Mình là đại gia, không bao giờ được đòi quà, cụ nhớ chưa? Ước gì bây giờ con với cụ phải tìm được cái việc gì nó phải kiếm được thật nhiều tiền, nó vừa nhanh vừa nhiều vừa nhàn vừa oai vừa oách nhá. Cụ động não đi. Gớm, nhanh nhiều nhàn oai oách thì bây giờ ấy, tôi nói thật với anh ấy, chỉ có đi làm việc ác thì mới được nhiều tiền thôi, chứ còn làm việc thiện thì mõi đâu ra. Cụ vừa nói cái gì thiện? Tôi bảo làm việc thiện thì lấy đâu ra nhiều tiền. Đúng rồi, việc thiện. Hay nhờ cụ ơi, uy tín trưởng thôn của cụ nó đang cao vời vợi như thế này, tại sao cụ con mình không đi kêu gọi từ thiện? Đấy, cụ thấy sáng kiến của con có hay không? Từ thiện, con với cụ sẽ đi làm từ thiện. Nào nhanh cái chân lên. Cái thằng kia, mày cứ bắt nạt em là sao? Ông bảo nó đi trước. Con đói cái gì khổ quá. Con bánh mì đói. Ba con đồng nào không? Mua cho đàn bướm bướm mấy cái bánh mì. Làm gì con đồng nào? Đồ đề cho lắm à? Này, im mồm. Này, mẹ dặn đây, tất cả các con đi vào nhà ông trưởng thôn nhớ phải trật tự, lễ phép, chào hỏi cho đầy đủ, nhớ chưa? Vâng ạ. Còn ông nhá, quản cái thằng kia thật chặt vào nhá. Rồi. Nó mà vào đến nó phá phách thì ông cũng chết với tôi. Ra quản luôn đi. Ăn bánh mì nhá. Ôi. Nói thật không? Thật. Thề đi. Thề. Yeah. Thôi được rồi, cả nhà mình theo mẹ đi vào. Yeah. Đây. Đi vào đây các con ơi. Vào đây.
Chú Đành có nhà không chú Đành ơi? Chú Đành ơi, chú Đành ơi. Chú Đành ơi. Gạo trật tự. Cứ mẹ có bảo các con gọi đâu. Ngồi chút. Trật tự. À, cô Đành đi à? Vợ chồng anh Thắng Mỹ đó à? Các con chào cô Đành đi. Chúng con chào cô Đành 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 à. Chú chóa cả cháu ngoan thật đó chị hề. Ôi trời ơi. Mẹ bảo đây, mẹ bảo các con trả lại hết cho cô đi. Khi nào có tiền mẹ sẽ mua cho các con ăn. Vâng, không trả. Thôi các con nó thèm, cứ để cho nó ăn. Lúc nào chú Đoàn xác nhận nhà mình hộ nghèo thì lấy tiền đấy giả. Ôi trời ơi, thôi đi đi, vào đây ngồi trật tự nào. Ngồi trật tự đi, nhanh, ngồi trật tự. Trật tự, trật tự. Ôi trời ơi, thôi thôi. Lấy hộ cô. Con phải trả em đi chứ, la đi nhờ. Lạ thôi. Đây đây, của con đây. Của con đây. Đây đây đây. Đây đây. Làm nghĩ ngay nè, mẹ cho, mẹ cho. Đây 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 của con đây. Được rồi. Thế này mẹ cho con cái này, mẹ cho con cái này. Đây. Đây. Yeah, yeah. Không chí mới chị Mỹ ạ. Cứ để cho các cháu nó lấy nó ăn, đáng bao nhiêu tiền đâu. Mà tưởng anh Tháng đi sấy, chị Mỹ đi buôn thịt lợn, kiếm lắm cơ mà. Ôi dồi ôi, mấy tháng này vất vả lắm cô ạ. Đấy, đánh lô thì trượt, mà đánh đề thì xịt. Cho người ta bốc bắt họ thì bị bùng. Thế nên là vợ chồng tôi cụt vốn đấy. Tôi thì đi xây cho bác Sự, không may sập bố cái mái của hàng xóm. Mấy tháng này bác có trả lương đâu, chán lắm. Khổ. Chính vì thế hôm nay vợ chồng tôi mới dắt các cháu sang đây để nhờ cô về nói với chú Đoành xác nhận cho gia đình nhà tôi là hộ nghèo để thi thoảng còn được nhận quà từ thiện cô ạ. Đấy, cô nhìn đàn tàu há mồm này ăn học tốn kém lắm. Tôi phải cho đứa lớn nghỉ học theo tôi đi làm phụ hồ đấy. Ấy chết, các cháu đang học thì để cho các cháu đi học. Hôm nay anh Đoành bần dẫn đoàn đi phạt qua từ thiện. Khi mô anh về để tối nói giúp cho. Anh chị cứ yên tâm mà về đi. Thế cô bảo chú xác nhận cho nhà tôi là hộ nghèo nhá. Dạ. Mà nghèo thật bền vững thôi nhá. Rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Các con chào cô đi nhỉ. Chúng con chào cô Đoành 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 à. Dạ. Ngoan quá. Xin phép cô nhá. Dạ. Này, thế đoàn mình về nhỉ. Ê, đoàn nhà mình về nhá. Về 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 về. Về các con. Chồng anh về nhá. Dạ. Cô thông cảm. Đi đi về các con. Đi về. Ông ơi, Hồng ơi ông ạ. Hồng là Hồng thế nào? Đấy. Thế mày đã tìm được con sen con lụa chưa? Có tìm được rồi. Thế sao mày không bảo hai đứa nó về làm thơ ký cho ông? Ý nó thế nào? Dạ nó từ chối luôn ông ạ. Cái gì? Nó bảo bây giờ nha, nó chỉ đi làm thiện nguyện cho ông Tích, một cái thằng cha Đoành thôi. Thằng cha Tích này, cáo giả thật. Nó dám câu hai con tí con của mình về làm từ thiện cho nó à? Vâng, nó bảo á, làm việc nhà mình vất vả. Với lại bà Sự suốt ngày bà ấy chửi. Giờ á, làm việc cho ông Tích nhá, việc nhẹ lương cao, lại còn được chiêu. Mà này. Dạ. Thế sao bảo con sen nó đang yêu mày cơ mà? Vâng. Thì đấy tất cả tại ông ấy. Trước á, con thích nó. Ai bảo ông là cứ cấm cơ. Giờ nó chê con nghèo, trên răng, dưới tông này, nó không thèm yêu nữa. Mà giờ nó ăn mặc sang chảnh lắm. Hai cái còn mất dạy. Nó là người ở của ông mà lại dám khinh người ở của ông à? Bây giờ như thế này nhá, tại cái thời điểm này, tại cái không gian này, tại cái bối cảnh lịch sử này, ông quyết định sẽ nâng cấp mày thành đại gia. Nhưng mày phải nhớ dắt lại hai cái con ấy về làm thơ ký cho ông. Rồi, con chả chơi. Làm đại gia như ông á, ngượng lắm. Có gì mà ngượng? Ông sẽ cho mày làm đại lý cấp 1 của hãng sơn Okiwa.